Lúc đó ta chấp nhận số phận của mình. Nỗi đau không biết khi nào sẽ chết. Sống như kiến, mạng hèn hơn giấy. Đánh không lại, cũng phải đánh. Ngươi rốt cuộc cần ta nói mấy lần, ngươi vốn không thể thắng được ta. Ta đương nhiên biết, nhưng mọi người không thể chết uổng công. Ta phải thay họ bảo vệ chỗ này. Nếu bây giờ ta chạy, vậy thì có khác gì chết. Thiểm quang, nếu là như vậy, nếu ngươi chết cũng muốn thắng, vậy thì ngươi ăn ta đi, để ta trở thành sức mạnh của ngươi. Ngươi nói gì? Dù sao thì ta cũng sắp chết rồi. Mẹ của ta chính là ăn cha ta mới sinh ra ta. Cha của ta trở thành sức mạnh của mẹ ta, sống trong cơ thể của bà ấy. Đây là cách giết chết nực cười biết bao. Ta không thể tán thành mình cũng chịu kết cục như vậy. Cho nên ta thoát khỏi quần tộc đó, cuộc đời của ta phải nắm trong tay mình. Bây giờ để ngươi ăn cũng là lựa chọn của ta. Sức mạnh của ta sẽ trở thành sức mạnh của ngươi. Tốc độ của ta cũng sẽ trở thành tốc độ của ngươi. Ta không muốn, ta không làm được. Bạn chết đi đã đủ nhiều rồi, ta không muốn mất đi ngươi nữa. Ế ế ế. Không được làm tổn thương họ. Đừng lề mề nữa. Ta bây giờ chỉ nói chuyện đã đau khổ lắm rồi. Chúng ta một đường đến đây không cảm nhận được khí tức của người bạn nào cả. Mọi người đều đã chết hết rồi. Thay vì chết trong tay nhân loại, chi bằng đem sức mạnh của mình tặng cho ngươi. Thiểm quang, ta luôn xem ngươi là bạn. Đây là số mệnh ta chọn cho mình. Ngươi không cần phải tự trách. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lấy mạng cứu con dị thú đó có tác dụng gì? Đến cuối cùng đều phải chết. Vẻ ngoài của kiến thay đổi rồi. Tại sao lúc nãy còn thoi thóp, còn có thể đón lấy một chiêu này? Không chỉ có vậy, ngay cả khí tức cũng biến mạnh rồi. Nhập giai cấp 9. Cho dù là vậy, nó chỉ là khí tức của nhập giai cấp 9. Ta là siêu phàm nhất giai, nó không thể nào là đối thủ của ta. Đồng bọn của ngươi liều mạng bảo vệ ngươi, nhưng ngươi lại không mang ra chạy trốn. Đúng thật là ngu hết thuốc chữa. Cho dù ngươi biến mạnh cũng không phải là đối thủ của ta. Tốc độ này, áo choàng xung kích không đâm trúng. Ta biết trái tim của ngươi mãi không ở bên thần thụ, nhưng ngươi luôn xem mấy con dị thú này là thịt trong tim mình. Bây giờ ta để chúng về bên cạnh ngươi. Ta sẽ báo thù cho các ngươi. Trong một chốc đem thi thể chuyển dịch. Mấy là lúc nãy của ngươi nói như là ngươi có thể thắng vậy. Lúc nãy là do ta quá khinh địch, tiếp theo sẽ không để ngươi như ý. Ngươi hãy hối hận bản thân còn sống trên đời này đi. Đứng lên, không được ngã xuống. Ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết như vậy. Ta phải giày vò ngươi. Rõ ràng chỉ có cấp 9, tại sao sức mạnh của nó lại có thể vượt qua siêu phàm nhất giai ta? Muốn giày vò ta, thứ ta từ chối. Ta muốn, ngươi chưa có tư cách này. Ồ, đúng thật là nhỏ yếu. À ha, một tên cấp 9 cho dù tốc độ có nhanh thì có tác dụng gì, đến cuối cùng vẫn phải chết trong tay ta. Điều quan trọng nhất không phải tốc độ, là sức mạnh. Bắn ra. Đạn nổ do dơi hóa thành. Đây là chiêu thức đặc biệt của ta. Ngươi có thể tiếp tục né, nhưng bạn của ngươi sẽ chết không toàn thây. Vậy thì đánh bay hết lũ dơi đó chẳng phải là được rồi sao? Lúc nãy ngươi nói gì? Giết hết. Ngươi biết chỗ này tổng cộng có bao nhiêu phân thân không? 13.000 con. Bây giờ ta sang chỗ này thành binh địa. Tạm biệt. Ê, ê, ê. Bị toàn bộ dội ngược về rồi. Tiêu
Khổ khổ. Tiêu rồi, nếu bị đánh trúng trực diện. Chờ, chờ chút. Khổ khổ, tại sao lại như vậy? Đây mới là thực lực chân chính của nó sao? Tốc độ của nó nhanh đến mức quá đáng, hoàn toàn không thể theo kịp. Sức mạnh lại mạnh tới mức đáng sợ. Nhưng tại sao? Người rõ ràng chỉ là nhập giai cấp 9, mà ta là siêu phàm nhất giai. Tại sao ta lại đánh không lại ngươi? Đáng chết! Người đừng hòng cưỡi lên đầu của ta. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Ngươi tiêu rồi. Ta là cường giả siêu phàm nhất giai. Ngươi có thù hận mãnh liệt đối với con người, nhưng không phải ai cũng rất đáng chết. Có lẽ trong tiếp xúc sau này, ngươi sẽ có cách nhìn khác về con người cũng không chừng. Đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành bạn bè chân chính. Cái gì? Các người giết đồng bào của ta, mạo phạm chủ nhân ta, còn muốn đoạt chỗ của bọn ta. Bây giờ ta ngay cả người bạn duy nhất cũng bị các người sát hại. Các ngươi không thể tha thứ. Cơ thể bắt đầu không thể chịu nổi luồng sức mạnh này nữa sao? Dù sao thì từ lúc bắt đầu, luồng sức mạnh này đã không thuộc về ta. Đã đến cực hạn rồi sao? Các bạn, ta báo thù cho các người rồi. Chắc bây giờ nói ra mấy điều này hơi muộn rồi. Nhưng quen với các người đúng là tốt quá đi. Xin lỗi chủ nhân. Ta tạm thời nghỉ ngơi một lát. Hà Tiểu Linh, không ngờ gặp cô ta ở đây, thật xui xẻo. Phải rồi, Tiểu Linh, không hay rồi, bộ đội Gen phía trước đánh nhau với dị thú rồi, nhưng dị thú gần như bị diệt hết rồi. Để cô ta đi chết, bây giờ cô ta qua tập hợp đi, họ còn cần người đó, phải không? Tôi bị thương rồi, đi trước đây nha, đi chết đi. Cô có bệnh à, muốn chết sao? Đúng vậy, nhưng người chết không phải tôi, là cô. Cô nói người chết là tôi, cô muốn giết tôi. Đúng vậy. Cô ta không đùa. Tiểu Linh, tôi biết lúc trước tôi từng đắc tội cô, nhưng bây giờ không phải lúc nổi đấu. Hai ta nên hợp lực đánh lui dị thú. Không được, đừng nói nhảm nữa. Là vị tiến sĩ sao? Tôi cũng là do hết cách, tác dụng thuốc quá mạnh, tôi không khống chế được. Ai biết hắn một phát đã chết. Một quyền đánh nổ. À, mũi của tôi đau chết tôi rồi. Tôi từng hứa với tiến sĩ không giết cô, nhưng không nói không đánh cô. Đáng chết, đây là do cô tự tìm lấy. À! Viêm quyền. Hỏa điệp. Không, đừng giết ta. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngươi. Bàn tay của ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọn núi lớn này có vô số dị thú, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Từ từ, đi ra. Không, đừng đừng, Hà Tiểu Linh, con tạp chủng ngươi, ngươi. À, à, à.
Chuyện này là sao? Không thể quay về chỗ chủ nhân. Cơ thể cũng mềm nhũn vô lực. Phải mau chóng quay về bên cạnh chủ nhân. Thả toàn bộ đạn cháy. Cành cây đó đang tự lành. Tiếp tục nổ, nó hồi phục cần linh lực. Linh lực cạn kiệt thì nó không là gì cả. Vả lại độ dài của cành cây không thể tấn công đến chỗ xe bắn đạn. Có ba con chim cắt đang xông về phía xe bắn đạn. Các người tưởng các người có thể giữ tốc độ như lúc thể lực toàn thịnh mãi sao? Còn một con. Hậu phương, xe đạn nổ rồi. Động đất. Cự ngạc. Còn cá sấu khổng lồ đang xông ra, bắn. Lại gặp mặt rồi. Lần này ngươi đừng hòng chạy. Đó là cự ngạc. Âm nhậm. Qua à! Ngăn nó lại. Đừng để nó đến gần bộ chỉ huy. Bộ binh và siêu phàm giả tránh ra. Không quân chuẩn bị thả đạn cứng hóa cơ bắp. Đó chính là quan chỉ huy sao? Thần thủ. Ngươi chính là thần của chúng sao? Ngươi chết rồi, mọi thứ sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ không thua. Khai pháo! Đầu đạn linh lực chuẩn bị hoàn tất. Đây là thủ đoạn cuối cùng của con người. Nếu ngay cả Lý Tướng Quân cũng không thể giải quyết được con dị thú đó. Bên Lý Tướng Quân còn chưa có tin tức sao? Từ một tiếng trước thì không có tin tức của cậu ấy nữa. Ngươi đánh không lại ta đâu. Sao ngươi biết ta sẽ thua? Hay là ngươi cảm thấy ta là loại người sẽ rút lui? Nếu vậy thì trước khi ngươi chết, để ngươi xem thử thực lực chân chính của ta đi. Cái gì? Hắn còn che giấu? Loại linh lực này thật sự là một cây dị thụ sao? Rõ ràng đã rất mạnh rồi. Bây giờ lại càng thêm lớn mạnh hơn. Bây giờ nếu bỏ qua cho nó, sau này nhất định là một mối đe dọa. Hết cách, ta thật sự không muốn uống viên thuốc này. Phải giết chết nó trước khi thuốc hết hiệu lực. Thụ yêu. Cho dù cược cái mạng này, ta cũng tuyệt đối không để cho người sống. Ngươi chôn cùng với ngọn núi dị thú này đi. Sức mạnh tăng nhanh, sinh mệnh của đối phương giảm nhanh. Chuẩn tam giai, linh lực 68 vạn, tuổi thọ 10 tiếng. Vậy thì ngươi giết ta đi. Nhị giai, linh lực 49 vạn, tuổi thọ 200 năm. Sạt lở núi. Muốn kéo khoảng cách tấn công với ta, tấn công xa sao? Ta sẽ không để ngươi như ý. Dây leo. Nguyên tố thổ. Vạn kiếm. Ngô. Liễu diệp phi đao. Chủ nhân, văn phòng chủ tịch, chiến báo mới của tiền tuyến, bộ chỉ huy bị cự ngạc tấn công, bây giờ nhân viên chỉ huy không rõ sống chết. Bây giờ chiến trường do ai chỉ huy? Giai đoạn hiện tại do cục trưởng giám sát linh lực tạm thời thay thế. Thứ đó còn chưa chuẩn bị xong sao? Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Lý Tướng Quân rút lui là có thể bắn. Nhưng
sau khi hắn bước vào núi lớn đã mất liên lạc với hắn rồi. Hắn hình như nhất định phải quyết thắng thua với boss đối phương. Tái sinh. Lại tái sinh nữa, tiếp tục đánh như vậy chỉ có lãng phí thời gian. Phải tranh thủ thời gian hủy đi trung tâm của nó mới được. Sức mạnh tăng lên, tốc độ tăng lên, tuổi thọ 5 tiếng. Siêu phàm tam giai. Đây chính là sức mạnh tam giai sao? Thực lực của ta đã rất gần với tam giai rồi. Vậy mà chỉ có thể để lại một vết nứt trên người nó. Ta không thể thua, còn rất nhiều người chờ ta bảo vệ. Ta phải tiếp tục chiến đấu. Ngươi đang nói bừa gì? Chẳng lẽ thuộc hạ của ta thì đáng chết sao? Mạng của các người mới đáng giá sao? Không ngừng phái người đến quấy rầy bọn ta, tập hợp lực lượng lớn bộ đội tiến hàng vây giết bọn ta. Lý do chính là vì bảo vệ nhân loại. Đùa gì chứ? Bọn ta có từng xâm nhập qua thôn trang hay không? Bọn ta có từng phá hoại qua thành thị hay không? Chỉ vì con người sợ bọn ta, cho nên ngay cả ý nghĩa bọn ta sống cũng muốn xóa đi sao? Ai cho các người quyền lực đó? Siri, có thể nhận được tín hiệu không? Tướng quân, ngài ta... Nói! Ngài đã vượt qua thời gian tác chiến rồi. Xin hãy mở hết tốc lực rời khỏi chỗ đó, sắp bắn đạn lên lực rồi. Ít nhất phải rời khỏi khoảng cách hơn 10 km. Xin thứ ta từ chối. Cái gì? Ta tuyệt đối không thừa nhận. Tam giai như ta lại không bằng gì thú nhị giai. Ta nhất định phải đánh bại nó. Lý huynh đệ là ta, lão Triệu. Triệu đại ca. Còn rất nhiều chuyện cần cậu làm. Bọn ta không thể mất đi cậu. Về đi. Xem ra không cần đánh tiếp với người nữa. Rất nhanh sẽ có một viên đạn ngưng tụ kết tinh trí tuệ của nhân loại bay đến hủy diệt chỗ này. Đó là sự hủy diệt mà bất luận người làm thế nào cũng không thể ngăn cản. Ta, từ lúc nhiệm vụ bắt đầu đã từ phía sau tiếp nhận, đồng thời trừ khử ngươi, đoạt lại quyền khống chế núi lớn. Nhưng tiền đề là phải giải quyết ngươi trong một tiếng. Phải biết nếu có dị thú mà cường giả tam giai không thể giết trong một tiếng. Vậy thì đánh tiếp, ta sẽ chỉ vì thể lực không đủ mà bị ngươi giết. Dù sao thì bọn ta cũng không muốn dùng đạn linh lực đó. Viên đạn linh lực đó gần 100 vạn linh lực, là đạn hình thoi do cả nước toàn lực nghiên cứu phát triển. Tuy bức xạ không mạnh bằng vũ khí hạt nhân, nhưng cuối cùng chỗ này vẫn sẽ biến thành khu vực bức xạ, vốn là vì mở rộng khu vực hoạt động của nhân loại. Bây giờ có chút giết địch 1.000, tự tổn thất 800. Đây cũng là vương bài cuối cùng của bọn ta. Bắn! Không thể dịch chuyển là thất bại lớn nhất của ngươi. Suy nghĩ xem làm thế nào để sống tiếp đi. Các ngươi! Toàn bộ đều quay lại đây! Thu! Thu! Cành cây! Toàn bộ thu về rồi! Lão tử! Mới không chết ở đây! Nổ tung, đánh, vỡ, xông ra, phát sáng. Lão tử ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi, tuyệt đối không để các ngươi chết đi. Mọi người cùng sống tiếp. Ít nhất nơi này.
Đạn bắn ra rồi. Đạn bắn trúng mục tiêu. Tác chiến thành công rồi. Khụ khụ. Lý tướng quân, chúng tôi đến đón người rồi. Đại bộ đội bắt đầu rút lui rồi. Mau đi thôi. Rút lui. Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi? Dị thú trong núi sâu, con thì bị giết, con thì bỏ chạy, đã dọn dẹp gần hết rồi. Điều phiền phức nhất là con cá sấu khổng lồ đó. Nó gần như hủy hoại toàn bộ xe tăng và xe đầu đạn cùng với máy bay trực thăng. Mình nó đã giết hơn 1 vạn người. Quan chỉ huy cũng chết rồi. Chúng tôi dùng hơn 1000 viên đạn mới giết chết được nó. Bây giờ trong núi Boss cuối cùng cũng bị Lý tướng quân và tổng bộ bắn chết rồi. Trong núi cũng không còn dị thú lớn mạnh nữa. Linh lực của Hiệp Cốc Bắc Vũ từ 30 vạn ban đầu giảm xuống đến 1000. Tổng bộ đã hạ lệnh rút. Tiểu Linh. Chủ nhân, không cảm nhận được khí tức của hắn nữa. Liên hệ với hắn đã hoàn toàn đứt ra rồi. Tiểu Linh, cô đang nói bừa gì vậy? Đều là nhân loại các người một tay tạo thành. Cô ấy nổi điên gì vậy? Mau thu linh lực lại. Cái thần thụ bị ngươi giết chết chính là chủ nhân của ta. Thì ra tên phản đồ quân đội đó chính là cô, Hà Tiểu Linh. Con rết đó, chả trách nó đột nhiên chết, thì ra là bị cô hấp thu rồi. Cùng lên, bắt lấy Hà Tiểu Linh. Dạ, ngăn cản. Để ta, các người chỉ cản chân ta. Ta nhận làm đệ tử chính là vì ở lại bên ngươi giám sát ngươi. Ta thật sự không hy vọng ngươi chính là người mà ta muốn tìm. Ta thật sự quá đau lòng. Ngươi rõ ràng là người có tiền đồ như vậy. Ngươi mới nhất giai, sao có thể đánh lại được ta? Hà Tiểu Linh, Tiểu Linh, đừng đánh nữa, cô đánh không lại ta. Tiếp tục như vậy cô sẽ chết. Ánh mắt đó, cô ấy đã phế rồi. Đẹp. Đủ rồi. Cô chỉ cần đi cùng ta, chuyện trước đây ta có thể bỏ qua. Ta có thể xem cô như con gái để bồi dưỡng. Im miệng. Không được phép nói lời đó với ta. Vậy thì cô chết ở đây đi.